Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID026. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán quan sát tác dụng với HNO3. Để giải quyết được loại toán này thì các em phải thành thạo cho thầy bốn cái phương pháp cơ bản mà thầy thống kê ở đây: quy đổi, bảo toàn E, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích và đổi E lấy điện tích. Tùy từng bài toán mà các em áp dụng linh hoạt để làm sao chúng ta xử lý bài tập này hiệu quả nhất. Ví dụ bài toán này, vì thầy có hai chất thôi, do đó thầy không quy đổi mà thầy giữ nguyên. Khi đó cộng HNO3 thầy có sơ đồ như sau: tạo ra muối cộng Ba một lần thì tạo ra kết tủa, lung kết tủa lên thì thu được rắn. Bài toán này rất là đơn giản rồi, không có gì đẳng cấp cả. Các em có hết số liệu ban đầu rồi, vậy các em dùng bảo toàn nguyên tố tìm ra được Fe2O3, CuO và BaSO4 với số mol tương ứng. Như vậy kết quả giá trị x xì gam này sẽ bằng nhân vào, các em cộng 3 kết tủa lại và 3 rắn này vào, thì các em tìm ra được là bằng 157,44 g. Tiếp theo một thí nghiệm 2 là thầy dùng dung dịch sau phản ứng với HNO3 này đem phản ứng với BaCl2. Thì khi phản ứng BaCl2 chỉ xảy ra một phản ứng duy nhất giữa Ba2 cộng và SO42 trừ, tạo kết tủa là BaSO4. Dùng bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh tìm ra BaSO4 là 0,48 mol và giá trị M của thầy sẽ bằng 111,84 g. Như vậy đáp án thầy có là A.